cái bé trong bông này, bé trong bông đúng không em? Bé trong bông cho tôi để này, đây đi. Rồi, tách tách mình ra khỏi chồng em, tách mình ra khỏi chồng cái này thẳng người chứ không em ơi. Mình đã lên kế hoạch ở đây trước 1 tháng vì mình biết được ở đây là một địa điểm gọi là lãng mạn vì ở đây nó mới được trồng nên là em muốn là người chụp khu này đầu tiên ạ. Đi chụp những đồi dứa thế này thì màu xanh của nó thì nó rất là đẹp, nhìn nó nhẹ nhàng. Nói chung là nó không bị gắt, không bị úa. Thời tiết bên này với là lứa dứa đấy, nhìn nó đang nở đấy, nhìn nó rất đẹp. Thường các đôi mà mình dẫn đi chụp thì là nó phải tin tin, nó trẻ trẻ thì nó phù hợp với cô dâu dễ này.